Đây nha, chim của em trai đây nha. Chim của em trai bắt đây nha. Bây giờ anh đang cho hộp để đóng để gửi cho em nha. Chim rất to đẹp, hai con đều nhau nha. Tương đối đều nhau đấy. Và chim khỏe mạnh bình thường nhá. Đây, ăn no căng đều, khỏe mạnh bình thường này. À. Đây. Móng chân móng trước đầy đủ nha. Anh đã đánh dấu rồi nha. Mỗi con một chân nha. Đây, chim này. Đây, vậy anh cho hộp gửi cho em nha. Đây, một con này. Con thứ hai này. Đấy, chim bình thường nhá, ăn nó căng đều nhá. Đây, con này đánh dấu chân này này. Móng vuốt bình thường nhá. Đấy. Bây sẽ cho hộp để đóng để gửi cho em nhá. Rồi, cảm ơn em trai ủng hộ nhá.